Mục tiêu đang di chuyển bị hạ gục trên biển Philippines, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ mang tên lửa dẫn đường hiện đại AGM-179 ra bắn thử ở Thái Bình Dương. Đơn vị thủy quân lục chiến 31 của Mỹ hôm 28 tháng 6 cho biết, tên lửa AGM-179 đã được phóng từ một trực thăng tấn công AH-1Z Viper của lực lượng này hôm 26 tháng 6. Máy bay được tiếp nhiên liệu và nạp vũ khí tại tỉnh Okinawa của Nhật và tiến hành tập bắn ở biển Philippines. Tên lửa dẫn đường chính xác này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao trên đất liền và trên biển. AGM-179 cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các địa hình hàng hải quan trọng, áp dụng cho vai trò của Thủy quân lục chiến Mỹ là lực lượng thường trực, sẵn sàng chiếm các đảo trong tầm bắn của đối thủ để kiểm soát các eo biển quan trọng trong chuỗi đảo trải dài từ Nhật Bản đến Philippines. Theo trang web của nhà sản xuất Lockheed Martin, AGM-179 được phát triển trên cơ sở kết hợp năng lực của tên lửa AGM-114 Hellfire dẫn đường bằng laser và biến thể tên lửa Longbow dẫn đường bằng radar. AGM-179 có thể được phóng từ trực thăng, máy bay chiến đấu và phương tiện trên mặt đất. Theo Lockheed Martin, biến thể mới nhất của AGM-179 là tên lửa tầm trung JAGM-MR có tầm bắn khoảng 16 km. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.